một đồng. Cái một đồng à? Mà cái siêu này cũng có một đồng nữa. Thôi được rồi, đáng để hả cháu ấy. Mà sao cháu bé này không đi học mà lại đi mua đồng nát thế này? Công ty xét nghiệm một thành viên xô đồng nát, kính chào người khác. Đôi đồng có cháy, máy bơm, tivi, tủ lạnh, lấy cơm, điện bàn, công tơ, các xếp, cửa hàng hỏng không chừng nữa, thanh hàng bắt đi. Ai đồng nát không? Sang phủng chào thủng đây. Ôi, con mẹ, đồng nát vào đây. Ui dồi ôi, từ sáng giờ, đỗ xe đấy. Ngồi đây. Từ sáng giờ đang tìm cho qua đồng nát được 3 lít đây. Trời ơi. Ê cháu, từ sáng giờ cháu mua được nhiều không? Dạ. À, không mua được. Đây, ngồi đây. Con cá. À đây à? Đây, có ít các bạn nào. Đấy, có cái nồi để bắt mất cả vung luôn. Đấy, chai nọ này, thế cháu mua nào? Bao nhiêu tiền một cái? Một đồng. Một cái một đồng à? Mà cái siêu này cũng có một đồng nữa. Thôi được rồi, đáng để hả cháu ấy. Mà sao cháu bé này không đi học mà lại đi mua đồng nát thế này? Dạ, bởi vì nhà cháu rất là khó khăn. Bố cháu thì bị ốm, mẹ cháu thì phải đi làm thuê nên con phải. Nên cháu phải đi kiếm tiền để nuôi em. Gia đình cháu khó khăn vậy à? Ở thân bé tí mà đã phải vất vả giúp mẹ để nuôi em. Cháu phải nghỉ sớm để cháu đi kiếm tiền. À thế à? Thế một ngày cháu có mua được nhiều không? Thật là khó à. Đúng à? Thôi cũng được, bây giờ cháu giúp đỡ mẹ để nuôi em, sau này em cháu mà thành đạt cũng sẽ không quên ơn cháu đâu. Ừ đấy, cái này 5 cái của cô có 5 đồ này. Là 5 đồng. Ừ, 5 đồng. Cô cố gắng cô quả cho cô mát. Đi nắng này vất vả lắm ấy, lần sau đi trời nắng thì đi mua nhanh nhanh rồi mà về nhá. Này lần sau cũng một tuần đến đây một lần nhá. Nhà cô tuần nào cũng có. Được chưa? Ừ, cô xin thế nào đúng không? 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng. Thôi được rồi, đúng rồi, cô cảm ơn nhá. Thế cháu có cái túi nào để mà cho vào chưa? Dạ chưa. Ui giời, sao hôm nay đi mua đồng lát lại không mang đi ạ? Đây, cô cho, cháu có cái túi này rồi. Nhà nó không có cái bát rồi. Yeah. Chắc lại quên không mang đi đúng không? Dạ. Ừ, thế thì cứ mỗi cầm vào đây cô bán cho một lần nhá. Này, treo vào xe rồi đi. Thế từ sáng giờ đã ăn gì chưa? Dạ, rồi ạ. Yeah. Ừ. Thần bé mà vất vả. Đi nhá. Con chào bác. Ừ, con đi cẩn thận đấy nhá. Lần sau cứ cuối tuần là vào đây nhá. Vâng ạ. Rồi bác phải bán cho. Bác phải đồ lắm. Thần còn bé.